Hello, today we will continue our lesson, Team 4, Body and Face, Lesson 2. And now some new words for you. Now, it's a head. Head. Các con nghe máy 3 lần và đọc theo. Head. 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 Các con để ý âm cuối. Head. Now, one more, please. Head. Good job. Head. It means cái đầu. Now, next one. It's a leg. Now, listen and repeat. Leg. Leg. Các con để ý có âm g ở cuối. Nghe cẩn thận và đọc theo. Leg. One more, please. Leg. And now, I have two legs, right? And I have S here. So, listen and repeat. Các con để ý có âm S ở cuối. Nghe cẩn thận và đọc theo. Legs. 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 Okay, good job. Leg, it means cái chân. And now this is an arm. Now listen and repeat. Arm. 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 Arm, it means cánh tay. And now I have two arms. You have S here. Các con cẩn thận. Có chữ S ở cuối bởi vì có hai cánh tay trở lên. Now listen and repeat. Arms. 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 Okay, good job. Now, I have a picture. This is the teacher. And these are children. Cô xin giới thiệu, đây là thầy giáo và các bạn học sinh. Thầy giáo yêu cầu các bạn học sinh thực hiện các động tác khác nhau. Các con cùng chú ý. Bức tranh số 1. 1, 2, 3, 4. And now, you listen. B. Listen and do. The children are doing exercise. 1. Okay, touch your head. Okay, touch your head. Now, listen and repeat. Touch. Touch. Các con đấy có ch ở cuối. Các bạn nghe đọc theo ha. Touch. 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 Touch, it means chạm. Touch your head. It means chạm lên đầu. Okay, and now we move to the next one. 2. Touch your feet. Now, touch your feet. Now listen and repeat. Touch your feet. Touch your feet. Touch your feet. It means chạm vào bàn chân. Okay, we move to next one. Number 3. Good. Three. Okay, now touch your arm. Now listen and repeat. Touch your arm. Touch your arm. Touch your arm. It means chạm vào cánh tay. The last one, number 4. Very good. 4. Touch your legs. Great. Touch your legs. Touch your legs. It means chạm vào chân. Okay. Good job. Now, I have a game for you. The name of the game is Matching. Now, here I have four pictures and four sentences. You have to connect it. Và bây giờ cô có bốn bức tranh và bốn câu khác nhau. Các con sẽ nói các bức tranh này với bốn câu này. Trước tiên, cô sẽ giúp các con phân tích các câu này nhé. Now, touch your legs.
It means chạm vô trán. Touch your head. It means chạm vô đầu. Touch your arms. It means chạm vào cánh tay. Touch your feet. Chạm vào bàn chân. Ok, bài tập này các con có thể làm tranh vệ nháp. Các con có 2 phút để làm bài nhé. Are you ready? Go! Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Time's up now. And here is the answer. Now first, touch your arm. Touch your legs. Touch your head. And the last one, touch your feet. Yay! Good job! Well done! And now I have a song. Và bây giờ cô có một bài hát. Các con cùng xem và hát theo nhé. Are you ready? Go! Listen. Sing along. Touch your head. Touch your head. Touch your legs. Touch your legs. Touch your arms. Touch your arms. Touch your feet. Touch your feet. Okay, one more time. Chúng ta sẽ nghe lại lần hai. Listen. Sing along. Touch your head. Touch your head. Touch your legs. Touch your legs. Touch your arms. Touch your arms. Touch your feet. Touch your feet. Okay, thank you. All right. Và bài tập về nhà, cô sẽ gửi đường link trên nhóm Zalo của lớp mình. Các con nhớ truy cập vào đường link để làm bài tập nhé. Thanks for watching. It's time to say goodbye. Bye bye.